Với một thành phố du lịch như Đà Lạt thì vấn đề cảnh quan môi trường luôn cần được quan tâm đúng mức. Bảo vệ cảnh quan không chỉ là nhiệm vụ riêng của các ngành chức năng, mà đó còn là việc nên làm của mỗi người dân thành phố. Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ cảnh quan đô thị, mà thể hiện rõ nhất chính là hành vi dán quảng cáo, tờ rơi trên những công trình công cộng, thậm chí là nhà dân, gây mất mỹ quan. Đi dọc một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, không khó để bắt gặp hình ảnh những mẫu quảng cáo tờ rơi được dán khắp nơi. Nơi được phần lớn những người dân quảng cáo lựa chọn chính là trụ điện, và thậm chí là ngay cả những công tơ điện. Bên cạnh đó, tại những công trình đang thi công, trạm xe buýt và cả trên cây cũng xuất hiện thông tin quảng cáo. Những cái bạn quảng cáo là cái đó là do kinh doanh, do vấn đề kinh doanh của họ thôi. Nhưng mà phải hạn chế để làm sao cho nó gọn thôi. Thế còn mà đều phơi bày quá, đúng như mấy cái này là phơi bày quá ra là đâu có ý nghĩa gì đâu. Mấy cái bạn quảng cáo treo ngay cột điện này là mấy cái này là không nên. Chỉ trường hợp lễ hội treo cờ này kia thì được. Còn ba cái bạn quảng cáo này của tư nhân này kia là nó treo lên tầm 7 tầm mạng không. Chỉ cần ngồi chờ một chuyến xe buýt là có thể có đầy đủ thông tin từ dịch vụ giới thiệu gia sư cho vay ngân hàng, khoan các bê tông đến quảng cáo nhà hàng, quán ăn, nhà trọ. Người dán thì nhiều, người quan tâm thì ít. Kết quả là từ những công trình công cộng đẹp đẽ, giờ đây đều trở nên nhem nhút. Dán nhiều lắm, không có đúng nơi, đúng chỗ vậy. Cứ thấy chỗ cục điện rồi gì là thấy là cứ dán miếng thôi. Người dán thì cũng có, lâu lâu cũng có người đi lột, có niên tình nguyện rồi về đi lột thôi, chứ còn thấy dán rất là nhiều. Đúng như anh Công chia sẻ, thời gian qua thành đoàn Đà Lạt cùng các tổ chức đoàn hội khác đã ra quân gỡ quảng cáo, cạo sơn, nhưng một thời gian sau đâu lại vào đấy. Lâu dần những cuộc điện trạm xe lại trở thành nơi tra cứu thông tin của một số người khi cần thiết. Tuy nhiên thực trạng trên chưa được xử lý một cách quyết liệt, chế tài chưa nghiêm, dẫn đến các đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Việc dán nhận quảng cáo thì em thấy là rất mất mỹ quan, vì người ta dán không đúng nơi quy định, nó sẽ gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp của thành phố mình. Thường thường thì em sẽ lên các trang thông tin và em tìm kiếm những thông tin mình cần. Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 75 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, đối với một trong các hành vi quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định, viết vẽ dán quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 158 của Chính phủ cũng quy định xử phạt vi phạm quy định trong hoạt động quảng cáo như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt dán vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Ngoài hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi dán quảng cáo tờ rơi không đúng nơi quy định, thì người thực hiện hành vi này còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, việc đăng thông tin quảng cáo là không vi phạm pháp luật. Thế nhưng mỗi cá nhân và doanh nghiệp khi đăng thông tin quảng cáo cần phải quan tâm đến những quy định về việc đăng ở đâu và đăng với nội dung như thế nào để đảm bảo mỹ quan đô thị. Liên quan đến công tác quản lý và xử lý những hành vi vi phạm về việc đăng thông tin quảng cáo ở nơi công cộng, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thuộc dự án tổ hợp nhôm Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm được giao cho doanh nghiệp này, đến nay người dân không những không được bố trí tái định canh, mà diện tích nói trên còn bị nhiều hộ dân lấn chiếm trồng cà phê, đã và đang cho thu hoạch.